Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào mừng cô quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, thuộc từ đường phố đây, giúp mọi người nha. Xin chào anh em game hải tặc đại chiến nha, lại mình đây, thuộc từ đường phố đây, rất vui khi gặp bạn ạ. Ok, trước khi vào video ngày hôm nay thì chúc anh em xem video về được một like, share, theo đăng ký kênh nha, nếu kêu phải mình xin mời mọi người rất là nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì không biết là anh em đã nhận quà và hốt cốt sạch sẽ chưa ạ. Uầy, thề trời, Lamy mới tung ra mấy quả quà mà mấy quả event ngon thật sự anh em ạ. Các bạn tranh thủ thời gian tham gia mà nhận nhá. Nhất là hôm nay ở sự kiện server đặc biệt. Đầu tiên thì mình sẽ nói luôn vào vấn đề chính quà anh em. Đó, chào mừng phiên bản mới nhận AC hỗ trợ anh em thì nhận được một cháu A hỏa quyền này. Ngoài ra thì mình cũng chưa biết anh em nha, mình cũng chưa khẳng định với các bạn, nhưng có thể là sẽ có code update phiên bản mới anh em, big update phiên bản mới hải tặc đại chiến khá giờ tầm này thì có anh em, từ giờ đến chiều tối sẽ có anh em, có khi giờ tầm mình mở video cho các bạn xem là có rồi. Đó, ba, tại vì video này mình mở cho các bạn xem là vào lúc 3:20 chiều mà bây giờ mới là 11 giờ trưa anh em, thì mình nghĩ tầm có khi mình có rồi anh em. Đây anh em, quà livestream đánh boss này. Đấy, nhận được 500 điểm XP này. Cái quà này thì Nam Mi có không? Để tí mình post sâu ở kia rồi mình nói cho anh em cái quà này như là nó nhận được thêm hình như mấy hôm nữa đấy các bạn. Ngoài ra thì bây giờ anh em nhá, phần lễ mừng phiên bản mới này các bạn này, phiên bản nói. Nam Mi biết sai kìa. Cái quà này là mỗi ngày anh em đăng nhập được nhận được 5 thùng bia, một dương belly và một dương xếp. Nhận cho đến ngày 1 tháng 4 thì phải anh em, nói chung là được 5 hay 6 ngày, ngon lắm. Các bạn tranh thủ thời gian online nhận anh em nhé. Nói chung vừa vào game nhận ngay, ăn ngay 3 quả quà là đã sấp mặt rồi các bạn. Chưa hết đâu anh em, hắn còn nhiều ở phía sau lắm, cứ từ từ mà nhận. Ok nhá, một món xong này, rồi. Vấn đề tiếp theo đó là về, mình sẽ nói qua về phần sự kiện của game chứ anh em. Hiện giờ thì mới có đua top rồi anh em nhá. Đua top hiện giờ, uầy S62, một bác lỗ 531k kim cương đây này. Đấy, bây giờ mới nhìn thấy mấy anh Dubai chơi như thế nào này các bạn này. Bình thường chúng ta không thấy đâu, bây giờ các bạn mới nhược cảm, mấy các bạn mới được thấy các bác Dubai, mấy bác siêu kim cương như thế nào anh em nhá. Đấy, giờ anh em nhớ chưa? Đấy, cái mức độ tiêu của mấy bác ấy, các bạn nhớ chưa? Đấy, trời ơi, chắc tiêu đến cả triệu quá. Top đến top 200 là hết quà, chắc mình không có cửa nhận quà đấy anh em. Có đứng nhìn vậy. Ok, tiếp theo thì phiên bản boss thì cũng chưa vào được anh em, chức năng này sắp mở thôi, cũng chưa cho vào. Nói chung là phiên bản mới giờ hiện giờ là chưa có một tính năng nào vào được hết anh em. No, không có nào hết các bạn. Có mỗi cây top kim cương thôi. À, ngoài ra thì nói qua về chiến hàm đó anh em nhé. Về hai quả chiến hàm mới thì chúng ta có tàu Sexy Poxy và Gamma 66 thì theo đánh giá của bản thân mình thì là Gamma 66 rất là ngon anh em. Gây sát thương cho 4 kẻ địch ngẫu nhiên và giảm 30% thủ, 37 tốc độ anh em. Cái giảm tốc độ này các top này là quan trọng anh em. Đây là một tàu rất là chất lượng luôn. Mình nghĩ giờ các top sẽ chuyển sang chơi tàu này rất là nhiều. Đấy, đồng thời cho tăng nhượng 4 đồng minh lên 25% công trong 2 lượt anh em. Rất là ngon nhá. Đấy, con tàu này rất là ngon. Ok, giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề chính của video ngày hôm nay các bạn, về sự kiện của bên game có gì hot nào các bạn. Ok, nói chung là tuần này thì mình không biết nói như nào chứ chúng ta là sẽ có một lượng quà nói chung là lớn lao đấy anh em. Đầu tiên ngay ngày hôm nay thôi thì cái quả code thì mình chưa khẳng định với anh em, nhưng chắc chắn là sẽ có anh em nhé. Code update kiểu gì cũng sẽ có này. Xong rồi còn quà thay cung avatar Lamy chưa phát nữa anh em nhé, còn hai cái nữa. Xong rồi đến cuối tuần lại nhận được cái quả quà đấy nữa này. Đây, để xem giờ được bao nhiêu ca rồi. 30k full rồi anh em. Ở cuối tuần lại nhận thêm 60 thùng bia nữa. Anh em đầu tiên là tặng tướng xịn mừng phiên bản mới này anh em này. Đây, đó, tặng AC nhá. Ngoài ra thì Nami phát quả livestream này anh em này. Cái quả livestream này đến hết ngày mai thôi anh em. Ok, tạo tài khoản trước ngày 27. Thì hôm nay anh em tranh thủ tạo tài khoản đi. Tạo tài khoản thì sẽ có tài khoản Arc VIP 3 đây các bạn ạ. Trời ơi, nhận free VIP 3 luôn anh em. Đó, trời ơi, ngon lành cành đào các bạn nhá. Nhận free VIP 3. Ok, có khi mình sẽ qua xem mới để test nhân phẩm anh em. Nhưng mà để video sẽ quay ở video khác. Tiếp tục nào. Này, A hỏa quyền anh em. Tiếp theo là cập nhật tính năng thay đổi lạp 7 ngày này anh em này. Ưu đãi nối tiếp ưu đãi, Lamy thông báo với các thuyền trưởng về cập đặt gói lạp đầu và sự kiện 7 ngày của máy chủ. Đây anh em, nhiều phần quà như sau. Đây, bắt đầu nạp chọn bộ tướng A này, AXE này, Nufi, NV và Sapo nhá. Trong 3 ngày đầu anh em sẽ nhận như thế. Bắt đầu áp dụng từ server 224 trở đi anh em. Còn các chuỗi sự kiện 7 ngày ở máy chủ thì sẽ bắt đầu là 3 ngày nhận Roro, nhận Chopper, xong 7 ngày nhận Roro NV phải không? Thuyền trưởng đang ở ngày thứ 6 sự kiện thì 7 ngày máy chủ, ngày mai 7 ngày đăng nhập nhận được Roro, ok. Đấy, đúng rồi anh em, bởi vì Nami nói đó mà.
Ok, tiếp tục hết rồi. Tuần lễ online nhận quà đây đây anh em đây thế này. Đây anh em đăng nhập từ ngày 26 nghĩa này hôm nay đây anh em đến ngày mùng 1 tháng 4 là các bạn sẽ nhận được cứ mỗi ngày là 5 thùng bia anh em nhá. 26 27 28 29 30 tháng này 31 đúng không? 31. Mùng 1 là được 7 ngày anh em, 75 35 thùng bia ngon. Xịn sò bò anh em. Được của nó. Ok. Đấy là sự kiện hot hiện giờ anh em nhá. Ok, tiếp theo thì chúng ta đến với màn mở tướng anh em, sau đó thì mình sẽ đập thùng bia anh em nhá. Đầu tiên mình gái là 10% trước đây anh em. Xem nào. Ui, bạn này cần đăng nhập lại mới đau anh em. Rồi ok anh em. Cái trà mới vào lại nhận được quà VIP nữa này. Quà điểm VIP đây anh em. Ngon lành các bạn. Trời ơi, thêm 10 thùng bia xịn xón bò. Ngon ngon ngon. Trời ơi. Trời ơi, giờ quà xèo mới chắc đỉnh luôn anh em. Tí phải quà xèo mới test thử mới được. What's up? Nó pen là về. Chán anh em. Ok thôi, tiếp tục chúng ta sẽ đi đập thùng bia anh em nhá. Ok đây anh em, đây là con ạc mình sẽ đập thùng bia anh em. Ui ngon nhờ, đây này các bạn này. Đây xe này. Là bất kỳ nhận từng SS hay tạc trong 3 ngày liên tiếp anh em. Không phải chọn anh em nhé, 3 ngày liên tiếp, 1, 2, 3 ngày là anh em nhận được chứ. Ngon thật sự anh em. Đây mấy bác chẳng nhận quà chưa. Đây anh em chưa nhận luôn. Ngon lành. Ui nhận phát rồi lên VIP 3 này anh em nhá. Nhìn này, từ VIP 0 này, nhận phát lên VIP 3 nhá bạn nhá. Nhìn này. Một phát này, nhìn chưa. Ok nhá. Hai điểm này, ui VIP 2 này, VIP 3 luôn này anh em này. Đấy. Nhận phát lên quả VIP 3 luôn anh em. Đấy, VIP 1, VIP 2. Đấy, lên quả VIP 3 luôn này bạn này. Đấy. Bạn đã đạt được VIP 3. Quá ngon. Ủa mà lát sao mà vẫn chưa thấy nó cập nhật cái ảnh VIP cho bạn tròn nhỉ. Thì vào đây phát ra lại, may ra có anh em. Đấy rồi anh em có VIP 3 đấy, thấy không. Trời ơi ngon này luôn, giờ không phải cày anh em cũng được VIP 3 ngon đấy nhờ. Đấy được tướng thủng. Rồi tiếp tục thì ở đây các bạn tròn có tích được 269 thùng bia anh em ạ. Vừa mới nhận thêm nữa nhá, đây 250 thùng. Ui đây có dương nữa à. Đây dương thủy sư đô đốc, bạn ấy bảo mở cho bạn ấy 30 dương. Cái tay mình hèn mắm ăn muối lắm, mở cái này đen lắm. Nhưng mà ít nhất là trong thời gian quay video mình đã từng mở dương loại này và ra được đồ Hải Âu anh em nhé. Thật sự bác là xem video nhiều mình thì chắc cũng đã biết vụ đấy. Hôm nay cũng giật mình luôn mà. Đen thế nhỉ. Ok thôi giờ chúng ta sẽ đi đập tướng anh em nhé. 256 thùng, 269 thùng bia. Được của nó đấy. Trời ơi, cho bạn trò còn kim cương không? 2K7. Ok, để mình xem bạn trò nhập cốt chưa nữa chưa đấy anh em. Để mình kiểm tra quả cốt nữa xem bạn trò nhập chưa. Nếu chưa thì mình nhập cốt cho bạn trò luôn. Đấy, biết đâu thêm cốt, thêm kim cương, mua sẵn đủ 300 thùng phang luôn cho sướng anh em. Ok nha. Quên mất cái quen nút sự kiện ở dưới này rồi các bạn. Rồi ok, mình nhập cốt đã. Ok, cốt đây nha anh em nha. Bác nào không biết thì nhập này. Điện thoại Hải Thác lô 1. Ok, bạn trò chưa nhập thật. Đấy, lại có cốt anh em. Trời ơi xin thật sự bạn. Đấy lại hiện tại thằng lô 1 nha. Nhận tiếp thêm 5 thùng bia. Đấy 1k kim cương. Đấy 4k rồi các bạn. Trời ơi lòng vòng Hải Phòng mình đã làm cho bạn đi lên được 274 thùng bia anh em. Giờ ra ngoài mua được thêm 10 thùng nữa mới là 84 à. Thế là vẫn thiếu anh em ạ. Đây 4k kim cương hiện giờ mới mua lên đây. Bạn biết là khô bóng mà cứ thoải mái anh em. Không tí nhiều bạn lại kêu. Đây. Giờ mua thì mới được 4k. Thôi kệ cứ mua đi đã anh em, đâu nhận thêm được nữa. Quả tiêu phí nữa các bạn, đây này. Quả tiêu phí nữa này, ai biết mà. Quái, lại thêm 6 thùng nữa anh em. Rồi trước mắt là mình đã kiếm được 290 thùng bia anh em. Còn thiếu 10 thùng bia nữa, tí còn gì mình cũng sẽ kiếm ra. Thôi giờ chúng ta cứ đi đập đá anh em nha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi săn nào. Hôm nay anh em săn được nhiều tướng chưa, comment nào. Hôm nay các bạn được săn được bao nhiêu em rồi, hãy comment để biết chơi nào. Ui Sengoku sẽ nhảy ngược vào đây. Ui đâu ra Sengoku đi vào đây ké vậy. Lên sóng ké à. Đây là một bạn VIP 0 anh em nhé. Đấy bạn nào muốn được lên kênh từ từ đường phố thì hãy nhắn tin cho mình. Facebook mình có để phần mô tả luôn. Facebook mình tên Trang Hiếu anh em nhé. Đấy mình nhận các kèo quay video clip các con ạc của anh em. Sâu các thứ các kiểu. Với điều kiện thứ nhất là có thùng bia. Và thứ hai là phải có tướng 15 sao anh em ạ. Tướng gì cũng được, 15 sao là được. Nhưng trừ những con tướng mình đã từng review rồi nhá. Đó là được rồi. Đấy, anh em là có nhu cầu cứ liên hệ với mình. Quay lấy giờ nhử mấy phát mà mình thấy hơi đen rồi nhá. Mới ra được có một tướng à.
Rồi làm đi đâu phốc phát nào cho 2-3 phát nào. Ui tướng mới tướng nhỏ khó săn à. Đêm qua mình nháy cũng được 2 tướng rồi mà. Đêm qua mình đá nhẹ cũng được ra 2 cháu rồi đấy, đùa đâu. Nhưng mà nói chung anh em yên tâm đi, với cái tình trạng mà sự kiện mới cập nhật như này á, anh em còn nhận được quà bảo trì rồi quà bảo về các quà cốt bảo trì các thứ kiểu anh em bị lỗi nhiều cơ. Các bạn yên tâm, mình đảm bảo với bạn luôn, cứ từ giờ đến lúc ấy còn lỗi nhiều lắm. Cái này không phải là mình nói, nó bảo ê sao mà game lại cứ mong game người ta phát hành lại cứ mong game người ta bị lỗi. Mình không mong mong game bị lỗi anh em nhá, mà bởi vì vốn dĩ mỗi khi các game cập nhật á, kiểu gì nó cũng bị lỗi anh em ạ. Cái này không tránh được. Còn đâu nhà phát hành có để gửi quà đền bù cho chúng ta hay không thì cái này mình cũng chỉ là nói thôi chứ mình cũng chưa biết trước anh em. Ui giờ cà rốt à. Bữa nay hè về ve kêu biết tai của anh em thông cảm nhá. Ngoài sợ giờ cà rốt thế này đen thế nhờ. Cho em một lần chạm tay vào nhân phẩm qua nào. Nãy giờ mới được 2 cháu anh em ạ, mà vá hết hơn 100 thùng rồi. Hạc này hay lại vừa mới nhận tướng nên nó chưa đủ may. Ui sao lại ra bu ghét nữa anh em. Thề y chang con hạc của mình đi ăn đấy nhờ, nhọ ghê. Săn gì ép. Tiếp nào. Ô không ra được đến một cháu luôn à. Đùa. Làm vậy không có vui nha. Không có vui đâu nha. Ui chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật anh em. Không ra được một tướng luôn ạ. Trời ơi, đùa như thật ý ạ. Ghê quá các bạn. Tiếp tục nào. Chả lẽ không ra được đến một con thật. Đâu rồi, đâu rồi. Carali đâu rồi. Ca sĩ hải tặc đâu rồi. Đâu rồi. Iru không vậy. Ui nháy 300 thùng mà me nghe có vẻ hơi bị đuối anh em. Ui BO Hàn Cốc nữa anh em. Essen Goku này để BO Hàn Cốc nhảy vô ké này. Ra toàn tướng đâu đâu không à. Nhưng mà ra không nhiều đấy anh em BO Hàn Cốc này. Đây mình cập nhật qua xem là nãy giờ ra được mấy cháu nào. Đầu tiên là cà rốt này, thằng En là 2 này, Buget là 3 này. BO mới cái là 5 tướng anh em cũng ra 5 cháu chứ đâu. Bây giờ nhận thêm kim cương. Mới có 1k kim cương à. Không thể đóng quà nữa anh em. Ở đây thì được 2 cháu rồi. À chưa, thiếu 5 thùng bia nữa anh em. Thiếu 5 thùng bia nữa mới được 2 cháu. Cay thế nhờ. Thiếu 5 thùng bia nữa thôi anh em. Mình vừa lấy đập 290 thùng rồi. Ok thôi chúng ta đi mở tướng đi. Ra nào. Không ra. Đây. Ui em trời. Đục Flamingo. À này có chơi. Quanh kỳ. Sanri. Đen đấy nhờ. Kuma. Hai chai Kuma ra Kuma luôn anh em. Cái này hên này. Kuma ra Kuma luôn. Ui Kuma tiếp này. Ui Kuma Chopper anh em. Hai cháu Kuma cũng được. Ngon cũng được của nó các bạn. Đây rồi. Rồi đủ rồi các bạn. Ok anh em nhé. Đây là cứ vào điểm danh. Để cứ quen tay cái ấn nút sự kiện các bạn. Ok thế là chúng ta đã làm hoàn tất 300 thùng bia anh em ạ. Đấy ngọt ngào 300 thùng bia. Cho em mạc nhá. Chiêu mộ X10 phát cuối nào. Có ra được tướng nào không? Cũng không ra anh em. Phát cuối là nó cũng không tương tình nó ra. Ok, nói chung là cũng ngon. Đấy, hai cháu với hai cháu Kuma. Xem tướng bạn chuột đang chơi nào. Con hàng này chắc là Clon bạn chuột nập để thùng bia à? Chắc có khả năng đấy anh em. Nhưng mà nói chung giờ là ngon rồi anh em. Qua xe mới nhận VIP 3, được nhận tướng, nhận các kiểu. Quá ư là tuyệt vời rồi. Anh em còn chần chừ gì nữa. Sao không qua xe mới và cày cùng mình thôi. Chúng ta lại cày lại xe mới một lần nữa nhé. Bạn nào hứng thú cày cùng mình còn không thôi. Mình cứ cày có gì mình quay clip cho anh em xem. Còn đâu video ngày hôm nay thì chắc thôi. Mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã dõi theo video của mình rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.